nào ai biết ra sao một kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau. Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết. Sao một kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong con lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau. Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Con chuyện má với chú Mười. Con hỏi gì? Chú Mười nói hết với con rồi. Cha, cha già, có chuyện gì đâu mà nói tầm bậy. Để má lên giận không vậy? Hỏi cho ra lẽ. Má, thôi má, chú chỉ nói khơi khơi phần chú, có nói gì má đâu mà má giận. Chị hả? Ờ, thì má cũng đâu có giận gì ổng. Từ nghiệp, má cũng biết chú thương má từ hồi trẻ rồi. Nhưng mà má chọn ba. Ba con với chú Mười sống với nhau tình nghĩa lắm. Từng ấy năm giữ gìn đạo lý, nén chặt tình cảm trong mình, ba rất trọng chú. Rồi sao? Ba con mất, mấy năm tan chế, ba cũng chẳng để tâm chuyện gì. Nhưng bây giờ, mỗi ngày một già, mỗi ngày một cô đơn. Rồi nghĩ mình con cái cả bầy, sắp thành bà xui tới nơi, lại ngại. Phải đó má, má ráng giữ thêm một chút nha má. Chứ già rồi còn làm cô dâu kỳ lắm. Cha tổ bây, thời buổi bây giờ má không cấm cản con, thế con lại cấm cản má. Con đâu có dám. Nhưng ở về khỏe hơn, lấy chồng làm gì mệt chết đi má. Biết cái gì đâu mà nói, tới lúc mà ai lấy thì lại quýnh quán lên. Ủa da, anh đừng giật tóc ba em. Ngồi im đi, tại mày động đậy. Lắc hoài. Ngồi im đi. Lắc tao cắt đau đó. Không lắc cũng đau mà. Mày muốn tao hớt trọc đầu của mày không? Em không muốn vô chùa ở đâu. Kiếm mấy đồng bạc của mày khổ quá. Ông cắt xấu tôi không có trả tiền đâu. Ở đó mà đòi tiền. À mày ngon hả mày. Tao cắt cù mày bây cũng giờ. Cũng trả mà ông kè. Kia kìa. Đó đó. Ủa,
giờ anh làm thợ vậy thôi mày ơi, ớn quá à. Ủa Ngọc, không hết vậy, ông nhỏ tóc tôi thì có. Tao cắt mày bây giờ. Đừng có dạ tôi nghe chưa, tôi về tôi mát ba tôi cắt không á. Mày giỏi nha mày. Có nghề này nữa hả? Đa hệ ha. Mày đừng có nói móc nói ngoéo tao nha, tao có một hệ à. Sao không đi xe đò kêu anh ra đón? Mắc làm vậy, đưa đón làm gì? Với lại anh Sáng cứ đòi. Đòi hay nào? Má Ngọc á, nhờ tôi đưa về thăm má nuôi của Ngọc, rồi tôi chở về luôn cho chắc ăn. Rồi bồ Ngọc tính về luôn hả? Ờ, để coi. Vậy thì về luôn đi, khỏi gặp má. Bả mà trông thấy hai đứa vậy hả, rồi về dưới luôn, bả bệnh thêm bả chết á. Đâu về luôn không? Hay anh về trước đi, em ở đây với má nuôi em mấy ngày rồi về sao? Mấy ngày ở chung về sao được? Trước tới giờ em vẫn ở trong nhà như con cháu, anh em ruột thịt. Có gì đâu. Ruột gì, ai mà tin được. Anh không tin em, làm sao, làm sao em chấp nhận anh cho được. Thiệt ha, anh tin em đó. Nè nhớ nha, em chấp nhận anh rồi đó nha. Anh về nè. Chấp. Anh về nghe cưng. Cưng gì ngu. Thôi đi, người ta về rồi, đừng có lén xấu trai. Ừ, xấu cũng còn hơn cái thằng cà chớn đó, thấy ghét quá. Ông này nói ông kia cà chớn tôi khó xử quá. À, má đâu? À, má ơi, Ngọc về nè má. Má, con nhớ má quá à. Con... Má thấy chưa, Ngọc vẫn thương má con mình nè má. Anh đừng có ca ca lương nữa, kìa, có khách kìa. Trời ơi, không biết ông khách có khó không nữa. Má mong con, còn nó cũng lo lắng buồn chồn không yên, nên cứ bị khách mắng vốn hoài, nghe cũng tội. Ở đây với má nghe con. Dạ. Bãi uống miếng trà đá cho mát. Mặc kệ tôi, khi nào khác thì tôi uống, mắc mớ gì mà mời. Thì cũng phải lịch sự với phụ nữ chứ. Với bà già này thì cần gì. Cứ ca hoài cái điệp khúc già già, chán thấy mồ. Tôi không biết phải nói sao cho bà hiểu là bây giờ vẫn già, vẫn xấu, vẫn chán đời. Rốt cuộc chuyện tới đây là chấm dứt chú Mười à. Tôi không muốn. Nhắc lại lần cuối nha, tôi không muốn. Quyết định rồi hả? Vậy thì tôi ra đi. Đi đâu? Có người bạn ở trên tỉnh rủ tôi đi lên trung tâm dạy nghề dạy học, mà tôi cứ lần lửa hoài không đi. Nhưng bây giờ thì tôi đi. Ở đây có đói đâu mà chú đi. Việc chú làm chú ăn, chứ có dính dáng gì tới ai đâu. Sao không? Tôi ở đây đâu phải vì biến ăn đâu bảy. Cứ bỏ tôi mà đi hết đi. Ngày mai khi mặt trời vừa nhô lên đỉnh tháp thì muôn tên này sẽ bỏ sóc ra đi. Trăng tàn rụng xuống rừng mơ, bình minh ló dạng là giờ biệt ly. Hỡi người sao cộng du quy, đừng thương đừng tiếc một người đi không về. Bảy ơi, cũng như Mười đâu này sẽ bỏ xứ ra đi. Cẩn thận nghe chú em, cạo đứt thịt chú là tôi cạo đầu chú đó. Dạ con cẩn thận mà chú.
cho em thêm 5.000 đi anh. Vậy đủ rồi. Trời ơi, anh coi tút lút ngoài đó vô đây xa gấp 4-5 lần nhà người ta. Đi có cuốc xe bằng người ta làm cả ngày. Cực lắm anh ơi. Dạ cảm ơn anh. Ủa, cái thằng này mày học thầy nào hay vậy mày? Dạ, con học mấy đại ca trong trại đó. Xong rồi chú. Bao nhiêu? 10.000. Làm lâu quá mà cũng chặt đẹp nữa hả mày? Trời ơi, tại cái đầu chú mốt méo khó cắt quá. Mốt méo cái đầu mày á, cái thằng thợ mất dịch. Không có tới lần thứ hai nữa đâu nghe con. Dạ. Trời, không có ông thì cũng có thằng khác đưa đầu cho tôi thử nghề à. Mỗi người một ý thích. Đã làm nghề phục vụ thì anh phải ráng chiều khách. Mà trước hết anh phải chịu khó dợt nghề thêm. Muốn dợt nghề hả? Ngồi xuống đây cho anh hất thử. Để anh thử đai mế cho ông luôn sao? Ế thì để đó anh lo. Anh lo cái thân anh đi. Ế tới nơi rồi đó. Ở đó mà tưởng. Trời. À, hay là anh nấu cơm giùm cho em. Em đi công trường một chút. Quá à. Hôm nay định biến anh thành người làm đó hả? Làm gì anh, vì má anh thôi. Mà em cũng vậy. Em ở đây không phải với tư cách người ở. Đừng giận anh nghe. Anh... Lâu quá mới gặp mà nghe. Lớn lên trông đẹp ra đó. Chị Lệ có nhà không anh? Ừ có. Em ơi, nhỏ Ngọc đến nè. Ủa, hôm nay rảnh em? Dạ em tới thăm anh chị. Nhà chị đẹp quá à. Bên dì Lợi sao rồi? Ờ, mất hết rồi. Bây giờ anh Phát đi mướn nhà cho dì Lợi ở. Mở tiệm hớt tóc sinh sống. Tới mức vậy hả? Tội nghiệp. Hay là em qua bên chị? Chị Lệ đang khuếch trương làm ăn lớn. Em qua đây chị cho đi học kế toán rồi về phụ chị. Dạ cảm ơn anh chị. Nhưng em bỏ đi lúc này không đành. Vì Lợi cần có em. Và anh Phát cũng cần có người động viên để làm lại từ đầu. Con nhỏ này sống tình nghĩa ghê ha. Vậy bây giờ em cần gì chị giúp em? Em chợt nghĩ khu nhà anh Phát đang mướn gần khu quy hoạch mới. Người ta bắt đầu mua đất dựng nhà. Anh Phát mở tiệm hớt tóc ở đó chẳng kiếm được nhiêu tiền. Bây giờ nên em tính mở cửa hàng vật liệu xây dựng để chuẩn bị gây dựng cho hai đứa phải không? Chị này, em đâu có tính chuyện xa xôi như vậy. Nhưng chị thấy hướng làm ăn của em như vậy có đúng không? Em tính vậy là khôn ngoan đó. Nhưng ngặt nỗi, không có vốn. Ông tướng Phát kia thì khỏi tin. Chứ con nhỏ này thì mình giúp vốn được. Em cảm ơn anh chị. Nhưng chị chỉ cho mượn số vốn có hạn thôi. Em phải nhờ dì Lợi. Trước bà kinh doanh sắt thép xây dựng, nhiều bạn hàng mới mang lắm. Làm ăn phải nhờ vào uy tín. Chứ em trẻ người non dạ, chưa có kinh nghiệm gì, chẳng biết đâu tới ai người ta tin. Dạ em hiểu. Em chào anh chị. Coi bộ mày kẻ tạo tốt đó. Chị mừng cho má mày. Bà chị có tình yêu mới, chăm chút cho anh trai đẹp hẳn ra. Cái thằng quỷ này sao hôm nay mày khôn quá vậy? Ủa, em mới qua thăm chị Lệ hả? À, chị gặp nó dọc đường nên chị chở về thăm má luôn. Làm gì mà mặt hôm nay vui quá vậy? Hôm nay em thấy có tương lai rồi đó. Con chào dì Lệ. Lệ. Dạ chào dì. Chào con. Hớt giùm anh cái tóc. Thôi, em chỉ dám hớt cho khách vãng lai thôi. Khách quen nhanh hả? Mất công nghe chửi lắm. Kỳ quá. Làm ăn chỉ tính gạt người ta một lần, làm sao lâu dài nổi chú em? Nếu anh không ngán á thì em chơi liền à. Ít trời, cẩn thận mày. Yên tâm mà, không có sao đâu.
Con cũng không ngờ dì ra nông nổi này. Mai còn có con nhỏ này. Chứ mấy đứa con của dì, dì không nhờ được gì hết. Dì vô phước, không biết dạy con. Thôi, má đừng buồn thêm bệnh. Ngọc nó mới nói với con phương án làm ăn của nó. Con sẽ giúp. Phương án gì? Con tính nhờ má đứng ra xin giấy phép mở tiệm bán vật liệu xây dựng thành lợi. Thành lợi? Con muốn nhờ uy tín má để làm ăn. Dì hãy tin ở nó đi, nó giỏi đó. Thưa má, con đi học. À, đi đi con. Dạ. Má, má ơi dậy ăn cháo đi má. Má mệt quá không ăn đâu. Má phải ráng ăn mới hết mệt chứ. Má đã nói không là không mà. Lẽ con còn đi học nữa má. Học gì? Đi với thằng Thạnh với ai? Thì con đi với ảnh tới trường chứ đi đâu. Tại con đang bận học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp mà má. Đi thì đi đi, chừng nào muốn ăn thì má ăn. Vậy con đi học nghe má. Thưa má con đi. Hai đứa nó có cảm tình với nhau. Ông Liệu mà cấm cản nó đi. Nó giống tính bà nó, ai mà ngăn cản được. Dì Bảy ơi. Sáng hả? Vô. Dạ con chào dì Bảy. Má con có chút quà gửi cho dì Bảy. Bày đặt. Ủa chú Mười bệnh hay sao thấy đóng cửa tiệm nghỉ gì? Đi rồi. Đi đâu vậy? Ổng đi đâu vậy cũng chẳng thèm biết. Ngọc hẹn con mấy ngày về là mấy? Dạ, con tính lên Sài Gòn rước Ngọc về. Nhưng dì phải viết cho con tờ giấy nhắn. Không con lên trển kỳ lắm. Chuyện tụi bay làm sao? Dạ, con á thì vẫn vậy. Còn Ngọc, con cảm thấy... Ôi, đàn bà con gái làm bộ vậy thôi. Ăn thua là đàn ông con trai có thiệt tình, chủ động năn nỉ không thôi. Chứ nghe người ta nói một câu đã bỏ đi giang hồ biệt xứ, ai mà thương cho được. Ủa, con đi giang hồ biệt xứ người nào vậy bảy? Là dì nói chung cái đám đàn ông, chứ đâu phải nói con. Ngán thấy mồ. Thôi, ở không gì sức khỏe. Con gì ở không sao được gì? Con thì phải lấy vợ. Chứ đàn ông mà để tới già không có đàn bà thành tưng tửng hết. Ủa, dì bữa nay sao vậy? Đâu có gì đâu. Nghĩ mà rầu. Có bao nhiêu người thân bỏ mình đi hết. Dạ, để con đi lên trển rước Ngọc về. Chứ gì ở một mình như vậy chắc không ổn. Nó có về thì cũng lấy chồng rồi đi theo chồng, chứ nó có ở với cái thân già lọm khọm này đâu. Vậy gì muốn gì? Con muốn cũng không được. Thôi dẹp cái tiệm này đi. Má sẽ bày cho các con bán nguyên vật liệu xây dựng, nghề cũ của nhà mình. Má làm như nhà mình còn ngon lắm, bán thứ đó vốn nặng lắm, lấy đâu ra. Ăn thua ở quyết tâm của con với con Ngọc.
Còn chứ Ngọc? Thấy anh vậy cực quá nên em bàn với má xoay sở. Dẫu sao em cũng là con nuôi của má, không đành lòng thấy má đã già mà phải chịu bữa đói bữa no. Đừng có khinh khi nhà tôi nghe. Không chịu được á thì đi về quê mà ở. Phát, em nói vậy mà còn chín chắn hơn con. Nó còn biết nhờ má dùng uy tín của mình móc nối với các mối làm ăn cũ, cung cấp nguồn hàng trả chậm. Hen, tận dụng vốn của thiên hạ sao mình không nghĩ ra. Ngu quá là ngu. Biết ngu, học nó sẽ sáng ra. Giờ má mệt không đi được, con chở Ngọc qua Bắc Trung Bắc Tánh, nói má nhờ giả ha. Chở thì được, nhưng nói chuyện á để nhỏ Ngọc nói nghe, con không quen nhờ giả ai đâu. Quen làm cậu chủ rồi mà. Bây giờ cho em làm cô chủ luôn. Không dám đâu, em giúp má. Phải chi con làm con dâu của má. Dạ, ai người ta thèm lấy con nhà quê xấu quắc xấu quê nè. Sao con? Chừng nào giàu con mới lấy vợ. Ngọc à, chuẩn bị đi nghe, anh chở. Dạ. Ủa, gì kỳ vậy? Lên làm gì mà lên hoài vậy mày? Rước Ngọc về quê. Mày là cái gì mà đòi đưa rước con người ta? Tao đi có công chuyện của tao. Má Ngọc bệnh kêu về. Ngọc ơi, Ngọc. Ánh sáng. Thôi xong rồi đi luôn với anh. Đợi em chút. Nè, thư của má. Em phải về nhà. Về sao được? Tụi mình mới tính mà. Em nhớ không? Tính gì? Nghe, đừng có xí miệng vô chuyện nhà người khác. Chào gì? À, có chuyện gì vậy? Má con bệnh, con phải về. À, vậy thì phải về liền. Nhưng con nhớ xong việc nhà, thu xếp lên ở với má, với anh Phát nha con. Dạ, con nhớ. Nhớ nghe, không tôi về quê tôi bắt cóc lên đó. Sao giờ này chưa mở cửa tiệm? Nghe nói chú Mười đi rồi. Đi đâu? Không biết. Nghe như là má em giận vì chú đó. Tội nghiệp, ông già dễ thương. Thôi, cảm ơn anh. Anh về đi. Tối nay mình gặp nhau nha. Anh về ha. Nè má, má nằm mơ khổ quá. Má mệt cứ nằm đi. Má có mệt gì đâu, nhà vắng vẻ má buồn quá. Má cần chú Mười phải không? Tìm chú Mười về cho má. Coi nhà như mày mà coi cái gì?
Anh không thể hiểu nổi em, sao cứ như con thiêu thân lao vào ánh đèn thành phố để mà chết vậy. Em cũng không hiểu mình nữa. Chỉ cảm thấy mình cần, mình muốn về đó sống thôi. Vì thằng Phát hả? Phải không? Cũng không phải. Anh cũng có nhiều điều không hợp với em. Không hợp á thì đừng có dính vô, chỉ khổ thôi. Ở trển con trai lọc lừa xảo trá lắm. Chỉ có ở đây anh mới là người thiệt tình. Em biết anh là người tốt, và con Hồng nó yêu anh là xứng đáng. Sao lại nói chuyện Hồng ở đây? Em nói thiệt nghe, em không thể yêu anh như con Hồng yêu anh. Nhưng anh cũng cần cảm thấy mình yêu, em hiểu không? Nhưng em không thể sống ở đây được. Thì anh sẽ lên trển. Cũng không thể sống với anh được. Vì sao? Vì em không còn là con gái nữa. Hả? Với ai? Thằng Phát phải không? Thằng cha quản hả? Vâng, trong ổ điếm. Quá ra cô lên đó. Im đi!